Đây mình đang xem phần vẽ tay của bạn Đức. Các bạn xem nhé. Đó thì cái tay như thế này là hơi khó vẽ vì góc này là góc hút. Thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Mình sẽ chữa sang bên này cho các bạn xem. Với góc hút chúng ta lấy từ khuỷu tay ra đầu. Phần cánh tay ấy. Phần này chúng ta đi này, các bạn ý này. Mình đi đường cong. Đó, mình kéo ra ngoài. Tạo thành một góc hút. Từ đây chúng ta tìm những phần nhô phình nhất của phần bắp tay. Chúng ta kéo ra. Phần nào nhấn đậm ở phần khuỷu cũng như là phần gập chúng ta sẽ nhấn đậm hơn bình thường một chút này. Đó, kéo đây. Tiếp tục này, phần bàn tay này, các bạn đi chia cho các bạn cho mình hai phần lớn. Đây mình nhấn lại đây xíu một chút này. Trước khi vẽ đến phần bàn tay, nhấn thêm một chút phần khối và độ gập xuống ở chỗ này. Đó. Và cái thời gian này là gấp rút thi rồi. Thời gian mình cũng khá là bận rộn và có hạn. Thì nên các bạn cố gắng theo dõi và quan sát. Để mình sẽ có việc mình thu xếp để đưa ra những cái clip mà một phần ở đấy là hỗ trợ giúp những bạn năm sau và cũng như năm nay chúng ta phải thi. Phần bắp tay nhấn xuống nó đậm và chúng ta đi nét nhẹ và mảnh xuôi, còn phần dưới cong một chút này. Sau khi nhấn phần mắt cá tay thì bước tiếp theo lúc này các bạn phải đi phần bàn tay. Chúng ta chia làm hai phần chính, phần mu bàn tay trước và phần ngón tay sau. Đó, các bạn nên đo và kiểm tra tỷ lệ của hai phần này nó xấp xỉ nhau. Còn việc từ đầu đốt phía trên tới đốt đầu tiên sẽ bằng hai đốt còn lại, nên đoạn này mình sẽ chia làm hai phần rất là dễ. Chúng ta chọn ngón tay dài nhất, chúng ta đi ra rồi đi viền xung quanh về cái khung tổng thể của việc định hình mà bàn tay của chúng ta. Đó, thấy không ạ? Hai ngón. Và cái phần đang vẽ rất bạn nhầm đấy, khi chúng ta gập lại là giống như hình tam giác. Khi các bạn xòe tay ra thì chúng ta thấy là hình oval, thì chúng ta xoay cái hình thoi đây là giống như hình oval đấy. Bên tối mình sẽ nhấn đậm một chút và chúng ta thả ra. Cái việc nhấn như thế này chúng ta đã thấy là chúng ta sắp được luôn cái phần ngón tay rồi nhá, thấy không ạ? Đơn giản nhưng mà là hiệu quả. Và đường bạn nào để cái phần kẽ tay chúng ta cắm sát trên cái hình tròn mà chúng ta xoay lúc trước, kẽ tay nó nằm bên dưới một đoạn, nếu không là cái tay chúng ta sẽ bị dễ sai. Đây, đốt đầu tiên bằng hai đốt cuối cùng đây, mình vừa chỉ xong đây. Và ở phần nối các khớp phần đốt này thì chúng ta sẽ nhấn đậm một chút cho nó. Đó, nhấn đậm một chút, các bạn kéo xuống. Và các ngón khác thì cũng tương tự, thì ra được thôi. Lý do mình gạt như vậy thì ở phía dưới này nó cong xuống
và thứ hai là tối, và cái thứ ba nó cũng không cần phải tả quá nhiều. Chúng ta nên gợi những phần ngón tay chính của chúng ta lên thôi. Và thấy những phần nào là khó khăn, còn khúc mắc hay là vướng mắc thì các bạn có thể để lại những cái bình luận hay comment để mình thu xếp và để ra cái phần giải đáp cho các bạn. Đó, tiếp này. Phần ngón cái thì mình dừng lại đây, mình không vẽ. Nó sẽ khuất bên cạnh ngón trỏ, chúng ta vẽ thêm được, nhưng tại cái video này thì mình không vẽ nên là các bạn có thể thông cảm cho mình. Cái mục đích của video là chúng ta chữa bài cánh tay của bạn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thấy hay thì chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh giúp mình.